Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì bên em đã tiến hành lắp đặt xong chiếc camera hành trình West Vision N93 ở trên chiếc xe Mitsubishi Citos. Và bây giờ thì em sẽ lên xe và em sẽ cho các bác xem sau khi lắp đặt xong thì camera nó sẽ như thế nào. Đây là cái vị trí lắp đặt ở trên xe. Cái này thì là ở trên mặt táp lô. Chúng ta có thể dễ dàng thấy đây là toàn bộ chiếc camera sau khi được lắp lên. Nó sẽ có 3 đường dây này. Dây nguồn này, dây camera sau này và dây tín hiệu GPS. Cái cục GPS thì mình để ở cái góc này nhé. Đây, chút nữa mình sẽ dán lên. Ok, còn camera sẽ như thế này. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn các cái tính năng ở trên camera West Vision N93. Ở trên màn hình các bạn có thể thấy đây là toàn bộ cái giao diện ở màn hình chính. Ở đây chúng ta có thể thấy đây là camera trước này. Đây là camera trước này, còn đây là camera sau này. Chúng ta có thể dễ dàng ấn ở trên màn hình này, đúng không ạ? Ở trên này nó có rất nhiều cái menu, nhiều chức năng khác chúng ta có thể vuốt, đúng không ạ? Màn hình cảm ứng đa điểm rất là nhạy. Ở đây nó là dẫn đường này. Như vậy là khi mà chúng ta bật lên thì chúng ta sẽ có thể xem được cả đồng thời cả dẫn đường, cả ghi hình trước, ghi hình sau. Ở đây ấy, thì cái vệ tinh nó bắt đang yếu bởi vì là ở khu này ấy, toàn nhà cao tầng thôi. Đây là camera trước. Đây, camera trước đây. Chúng ta sau khi bật camera trước lên ấy, chúng ta có thể thấy là ở cái màn hình này nó sẽ xuất hiện hai cái đồng hồ. Đồng hồ điện tử ở bên này. Và cái đồng hồ này cũng là đồng hồ điện tử nhưng mà nó có cái dạng đồng hồ hơn. Và nó có cả ngày tháng. Hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2018. Chúng ta cũng có thể dễ dàng mở rộng cái khu hình này lên. Và điều đặc biệt ấy, khi mà chúng ta về số lùi, giả sử như là cái màn hình này nó đang ở cái trạng thái này, đúng không ạ? Chúng ta về số lùi thì lập tức nó sẽ xuất hiện cái cam sau và có cái vạch chia, đúng không ạ? Ok. Còn ở phần này chúng ta có thể dễ dàng có các cái chức năng như là nghe nhạc này, kết nối Bluetooth với điện thoại và đồng bộ hóa toàn bộ cái danh bạ của điện thoại lên. Như vậy là khi mà chúng ta có cuộc gọi thì chúng ta không phải cầm điện thoại lên nữa mà chúng ta sẽ thực hiện các cái thao tác trả lời và gọi ở trên này. Ngoài ra có chức năng cả FM transmitter. Khi mà chúng ta copy cái đoạn nhạc lên cái camera này, chúng ta có thể dễ dàng phát nó ra cái loa lớn ở cái xe này. Tí nữa mình sẽ trải nghiệm cho các bạn cái chức năng này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dễ dàng xem lại cái video này ở trên này, đúng không ạ? Khi mà xem lại thì cái video ghi hình này nó sẽ ngừng. Và ở đây các bạn có thể thấy là đây, khi mà ghi hình thì cái số dây nó sẽ là chạy. Và ở trên cái video này nó có xuất hiện cái km, tức là nó sẽ hiển thị cái tốc độ xe chạy. Ở trên video này nó có cái logo West Vision N93. Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được hàng giả hàng nhái qua cái một cái điểm nhấn đó. Ok. Ngoài ra thì khi mà vào trong cái khu ứng dụng này, các bạn có thể thấy là nó có cái cửa hàng Google Play ấy. Các bạn có thể tải được thêm tất cả các cái phần mềm game mà bạn yêu thích có ở trên cái Google Play này. Có cả bản đồ Google Maps miễn phí nhá. Nhưng đặc biệt là nó có cái phần mềm dẫn đường bản quyền của Navitel các bạn ạ. Ok.
Và bây giờ mình sẽ ở trong cái thẻ nhớ này, nó đã có sẵn nhạc rồi. Cả nhạc hình, nhạc tiếng đúng không nhỉ? Đúng rồi. Và mình sẽ cắm đổi cái thẻ đang cắm bởi vì cái thẻ đang cắm ấy là nó chưa có nhạc. Chúng ta sẽ thao tác cái thẻ nhớ. Vui lòng giữ khoảng cách. Trong lúc mình rút cái thẻ nhớ ra thì bạn quay phim này bạn sẽ giới thiệu qua một chút về các cái tính năng đang có ở trên này. Ok. Thì như các bác vừa thấy trên mặt táp lô là con camera hành trình WebVision 93 ấy. Thì cái ưu điểm vượt trội của WebVision N93 chính là cái sử dụng cái hệ thống dẫn chỉ đường của Navitel. Đây đang là cái hệ thống dẫn chỉ đường tốt nhất Việt Nam hiện nay, với dữ liệu đường bộ được cập nhật 3 tháng một lần. Và WebVision N93 thì với màn hình 6,86 inch, cảm ứng đa điện dung đa điểm. Các bác có thể là rất dễ dàng thao tác ở trên màn hình. Và có với cái hệ thống dẫn đường của Navitel thì các bác đi đường thì sẽ có những cảnh báo về giới hạn tốc độ cũng như cảnh báo lấn làn đường, đi lệch làn đường. Đây, rất là hữu ích cho những bác mà đi đường, có thể là mình mải mê nói chuyện, mình không để ý lưu thông trên đường. Thì đây với chiếc camera hành trình thông minh này thì sẽ giúp các bác đi đường lái xe an toàn hơn. Và với một cái chức năng ưu điểm nữa của WebVision 93 tức là camera hành trình này thì sẽ ghi hình trước sau cùng một lúc. Thì cái camera sau thì cũng có thể là cam lùi luôn của các bác nhé. Nếu mà các bác với những xe mà chưa có cái camera lùi thì đây là một cái lựa chọn rất là đáng. Vì ngoài cái chức năng ghi hình trước sau cùng lúc này, camera lùi ra thì các bác cũng có thể dùng cái chiếc camera hành trình WebVision 93 này thay thế một cái đầu DVD luôn ở trên xe. Vì với cái giá là hơn 4 triệu thì hoàn toàn có thể xứng đáng để thay thế với WebVision 9 thay thế các đầu DVD khác có giá là đắt tiền hơn nhiều so với chiếc cam này. Ok. Đấy, thẻ nhớ đã cắm được chưa nhỉ? Play bình thường cắm. Ok, thì cái thẻ nhớ hiện tại nó đang có chút vấn đề một chút nên là chưa được play được cái nhạc. Thì em xin giới thiệu cái camera đằng sau một chút. Sau khi đã được gắn vào phía sau của xe. Vui lòng giữ khoảng cách. Ok, hôm nay bác chủ xe từ Hải Phòng qua cửa hàng của WebVision Việt Nam tại số 33 ngõ 121 Thái Hà để lắp camera hành trình WebVision 93. Đây, như các bác có thấy đây, cái vị trí của chiếc camera sau này. Đấy, được gắn ở phía sau, thường là phía trên biển số xe quanh khu vực này. Thì với cái góc nhìn rộng như này thì các bác sau khi lắp thì các bác có thể là hoàn toàn sẽ thấy là cái cam này sẽ quan sát được cái góc phía sau rất là rộng. Và thứ hai thì sẽ giúp mình cái cam lùi ấy, giúp mình là quan sát rộng lùi sẽ ok hơn. Đấy. Ok, để tìm hiểu chi tiết hơn về camera hành trình WebVision 93 này thì các bác có thể truy cập vào website
webvision.vn, hoặc là gọi điện đến hotline 1900 0388 để đặt hàng cũng như là để được giải đáp những thắc mắc về sản phẩm. Hoặc là các bác có thể là đặt câu hỏi trực tiếp tại bên dưới video này, thì bên em sẽ có người em sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc ngay cho các bác. Nếu bác đã thấy này, phía trước cái mắt camera phía trước các bác có thể là điều chỉnh nhé, điều chỉnh lên xuống đấy, để tùy theo cái góc đấy của cái độ gồ ghề cái mặt của mặt táp lô, hoặc là tùy mình điều chỉnh cái góc quay. Ngoài chức năng vượt trội của WebVision 93 là dẫn chỉ đường, ghi hình trước sau cùng lúc, camera lùi, thì với chiếc cam này thì sẽ hoàn toàn thay thế được chiếc đầu DVD đắt tiền, là có thể nghe nhạc, xem phim và sử dụng chức năng Bluetooth để các bác có thể đàm thoại trực tiếp ở trên chiếc camera này mà không cần phải khi đi lái xe, không cần phải cầm điện thoại lên nghe. Đây, chúng ta cùng thử ngồi xem quan sát ở phía sau này. Khi được lắp camera trình WebVision 93 thì như các bác nhìn thấy đây, cái tầm nhìn ấy nó hoàn toàn nó sẽ không bị ảnh hưởng khi các bác lắp trên mặt táp lô nhá, bởi vì cái nhà sản xuất cũng đã tính toán hết về cái góc nhìn, góc quay của camera rồi, nên là các bác tài yên tâm nhìn với một cái cam được thiết kế nhỏ gọn tinh tế, thì khi lắp đặt ở trên cái táp lô của xe mình này. Và bây giờ ấy, thì okay. cái thẻ nhớ đã được lắp xong và chúng ta cũng dễ dàng có thể thực hiện được cái chức năng nghe nhạc. Chúng ta có thể vừa lái xe vừa nghe nhạc. Tuy nhiên ấy, thì các bạn có thể thấy là cái âm thanh nó ở trên cái loa của cái thiết bị nó rất là nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ muốn nghe nhạc ở trên cái loa ô tô này thì chúng ta sẽ làm một bước như sau. Đầu tiên ấy, chúng ta chỉnh cái thiết bị này về radio. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chỉnh cái tần số FM này về trùng với cái tần số ở trên radio này. Chúng ta đang chỉnh về tần số là 100 đúng không? Km/h. 120 đi. Ok. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái tần số ở đây chúng ta đang chỉnh là 100.2 MHz, đúng không ạ? Và bây giờ ở trên cái FM transmitter này chúng ta cũng chỉnh nó về 100.2. Đây, chúng ta dễ dàng di chuyển dịch nó đúng không ạ? 100.20 đấy. Rồi, sau khi mà chỉnh xong rồi chúng ta bật vào nút on này. Và ở cái phần ca nhạc đúng không ạ, chúng ta bật nhạc lên thôi.
trong phần quản lý tập tin hoặc là trong phần nhạc. Chúng ta sẽ bật ở trong phần quản lý tập tin bởi vì mình chưa copy nó vào trong nhà 100,2 100 a, mình bấm nhầm thành 101,2 rồi, thảo nào nó không lên các bác nha, các bác chú ý nhá. Mình chỉnh cho hai cái tần số ở đây và ở đây nó trùng nhau là khác được. Và kể cả cái việc khi mà chúng ta đã chỉnh tần số đến tốc độ 50 km/h thì tất cả các cái thông tin ở đây nó sẽ đều phát ra cái loa ngoài này. Ví dụ như khi chúng ta nói chuyện điện thoại thì nó cũng đều ra cái loa to này. Điều này là rất tiện lợi cho tất cả các bác tài. Em WebVision N93 này có rất nhiều chức năng và đây là những cái chức năng cơ bản ở trên chiếc WebVision N93 này. Các bác nào mà trên xe mà vẫn còn chưa có đầu DVD thì khi chúng ta mua một chiếc camera hành trình này, nó đã có đầy đủ tất cả các chức năng hiện tại đang có và chúng ta cũng không phải mất tiền để mua thêm một chiếc đầu DVD. Ok, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới clip này hoặc là có thể để lại số điện thoại và bên em sẽ gọi điện tư vấn cho các bác, hỗ trợ liên tục. Và cái sản phẩm này bên em bảo hành 24 tháng các bác nhé. Sản phẩm được dùng thử trong vòng 7 ngày và bên em có giao hàng miễn phí ở trên toàn quốc. Các bác chú ý nhé, WebVision N93. Các bác có thể lên Google hoặc là lên YouTube tìm các cái từ khóa liên quan đến WebVision N93, có rất nhiều thông tin về sản phẩm được bên em đưa lên website và trên YouTube. Xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi clip và chúc các bác lái xe an toàn.